Với tình hình dự báo sẽ có nhiều người mất việc cuối năm nay, những ngày hội việc làm diễn ra vào thời điểm này luôn có sức hút với người lao động. Điển hình là ngày hội việc làm Job Fair 2020 vừa diễn ra tại trường cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã thu hút rất đông người tham dự. Trước đó, chương trình đã diễn ra tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, mang tới hàng ngàn cơ hội việc làm cho các bạn trẻ. Ngày hội quy tụ 20 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn như FPT Software, FPT Telecom, FPT Retail, các chuyên gia là đại diện các doanh nghiệp lớn, đơn vị giáo dục nghề nghiệp đã tư vấn cho các bạn trẻ về cách định hướng nghề nghiệp phù hợp với thời đại công nghệ số, những kỹ năng cần thiết để tìm được công việc tốt. Sau dịch vừa rồi thì cái cơ hội việc làm của em ít hơn và cái lựa chọn của những cái công ty tốt cũng không còn nhiều nữa, cho nên là cái đó là một cái khó khăn đối với tụi em. Nhưng mà với cái ngày hôm nay thì em nghĩ nó sẽ là một cái cơ hội để tụi em có được cái việc làm tốt. Nhiều công ty về đa dạng về ngành nghề và vị trí tuyển dụng. Đây là cơ hội để cho sinh viên bọn em có thể đi thực tập và làm việc ngay cả khi đang đi học. Quan trọng hơn thì bên cạnh sự gặp gỡ, họ có thể trực tiếp trao đổi những cái nhu cầu, những cái nguyện vọng và họ hiểu được rằng cái thị trường lao động hiện nay đang cần những cái gì và cần những cái kỹ năng gì để họ có thể tiếp tục hoàn thiện cái kỹ năng đấy để đáp ứng được thị trường lao động. Còn những cái sự kiện như này tôi nghĩ là các trường cũng như là các doanh nghiệp cũng cần thường xuyên tổ chức. Những thông tin mới nhất từ yêu cầu của thị trường, những thay đổi của nhà tuyển dụng sau cái dịch Covid, nó có rất là nhiều yếu tố biến động không lường được. Cho nên là các thông tin về thị trường mới cập nhật như thế này nó rất là quý cho sinh viên. Thì chúng tôi tận dụng công nghệ nữa thì để chúng tôi làm luôn các cái hoạt động kết nối rất nhiều chuỗi sự kiện chúng tôi sẽ làm xuyên suốt trong năm để doanh nghiệp cùng với chúng tôi đầu tư và khai thác có thêm những cái khóa học để mà bồi dưỡng đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai của doanh nghiệp nó phù hợp nhất. Dịp này, trường cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với 11 doanh nghiệp trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho sinh viên của trường. Website việclamcdfpt.com, nền tảng kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên cũng được ra mắt. Đây là nơi cập nhật về các thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, hồ sơ ứng viên, cũng như các thông tin về các đơn vị thực tập mà sinh viên FPT Polytechnic có thể tham khảo ứng tuyển.